Hello cả nhà, chào cả nhà buổi chiều nhá. Thanh em chào cả nhỉ. Xin chào nhá. Đấy. Hôm nay lại kiếm con quả vịt, nói thật ra là có 102 luôn. Một khả năng con cuối cùng luôn. Anh em mình hôm nay buổi tối hôm nay lại thịt vịt. Vịt là vịt xịn chứ không phải vịt. Đây 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 đây. Đây. À. Đấy. Ui giời ơi, đấy. Mùi tàu này mà vịt. Mùi tàu đấy. Mùi tàu không chó mà cấu đi, cấu cả ngọn không chó để ăn này. Đấy, cấu cứ dài dài thế được, ăn cấu nám ngăn mà. Để cho ra mầm mới, cái giống này phải cấu nó lên Hùng, hiểu không? Nó cấu cả cái ngọn răng cưa đi. Không đấy. Để hoa. Không, để em gì nó cần hoa cấu thì. Còn cái ngọn này ăn ngon lắm. Sợ em sợ triệt triệt. Cái ông này ăn mấy nướng rồi mà mong mắc mật vẫn tốt nhỉ? Đấy. Đây là khu vườn Thượng Uyển của anh này. Cây mắc mật này chúng lấy về đây nữa. Bây giờ nó đang ra mầm tiếp rồi. Quá đỉnh luôn. Mong mật. Tuyệt vời mặt trời chưa? Đấy, cứ phải chịu khó rồng rồi chú ạ. Rồng mới có ăn. Đấy, chú cấu đấy, đấy cả cái cây đấy để chúng ăn ghém. Hôm nay anh em mình lại làm con vịt nhá, buổi tối nay lại là con vịt, tầm này cũng là 6 giờ cả nhà. Vịt là vịt đỉnh đấy. Vịt nhà em mình đang thả ngoài cánh đồng này, có mấy con thì anh em chỉ có chú Hùng ra lục được. Vâng, phải giới thiệu là Hùng phí như là tên nữa. Đấy, khu vườn của mình đấy cả nhà, thích lắm. Cái loại ngon phát là làm sao mà gì sảnh nha. Rau hùng, rau thơm. Dạ, cho là cấu mấy cái rau thơm ở rau dấp cá để đi xuống được hay là cấu trước kia được đấy nha. Có thế thôi. Đấy. Cấu rau thơm trước thì vịt chờ chú tôn nên chú hãm cái canh nhau. Đây là em trống bông. Đi đâu đi theo. Đấy. Điệu lắm. Với cào cào à. Nhá, nhem tối rồi cả nhà. Chú cũng đang hái rau thơm. Đây là vịt đây cả nhà ơi. Đấy, vừa đuổi bê bết bùn rồi đấy. Vịt nhà ông em mình đấy, nó ngoài đồng ấy. Ngoài đồng thế này thôi. Mình lắm anh em lắm. Cò vạc chó má thân thiện môi trường. Đó. À, hãm bắt tiết canh vịt và vịt luộc thôi, tối là làm cho nhanh rồi cả nhà. Đấy, cò có thích nhảy vào vạc nước nóng thì nhảy vào đi. Suốt ngày rình này bây giờ nó đánh bịp không đấy. Chán đánh bông rồi, bông bây giờ nó bật lại cả nhà. À, làm bữa tối cho nhanh chóng đơn giản cả nhà. Đấy. Đấy, cháu chào cả nhà đấy. Bố con này nên hãm thức canh cho các bác kìa. Đấy, đây, hãm luôn đi. Ông ấy đang đang uống bia, các ông lại dở trò ra nhà chú Hình bắt vịt về thịt tối đêm này. Đấy, cả nhà thế là hãm tiếc cái vịt nha. Đấy, nó vừa nó bắt ở dưới bùn, đuổi dưới ruộng. Nó bảo nó không bán, nó không bán, nó bán. Đấy. Cho nó phi xe vào đi á. Đây đây đây, em sang đây. Em sang đây. Thế. Người ta đi cấy bây giờ phải 500 ngày đấy. Cái thuê. Đó. Nói thế cấy ở nhà còn chưa hết được quả cái thuê nữa. Thế là anh em mày ở nhà làm nha, ra chợ tao mua ít bún nha. Như thế. Làm cho nhanh rồi luộc còn đấy bún chan ăn với nhau thôi. Cả nhà, chiếc cái vịt nhá, hôm nay là nhiều đầu bếp làm lắm. Ông hãm tiết rồi, ông băm bổi rồi, ông luộc vịt làm vào tối và làm cho nó nhanh mà cả nhà. Đấy. Rú vào đây chia sẻ cả nhà bữa tối đấy thôi. Còn là anh Nô thì đang ngồi quan sát xem bác Phở thái ra sao. Đấy. Đây là còn đây là ban giám khảo bên ngoài cả. Nhìn con vịt đồng nó khác hẳn con vịt ấy không? Ăn thế này mới làm bát bún tràn với nước suýt, thế là xong bữa tối chia sẻ cả nhà vậy. Thế bắt cái gành với mật mà. Đấy, còn em cò với lại em Nô chỗ này đang có dấu hiệu hòa bình rồi, chiến tranh khả năng hòa bình. Đấy, không thấy chiến đấu mấy. Tại vì em Nô bây giờ em bông bây giờ em bật lại cò á quá. Đấy, hai bạn rồi sẽ làm hòa với nhau hòa bình đấy nhá, bắt chân bắt tay nhau đây. Vào không em cò. Cò nó chọc giận nhiều nên bông được học.
đang băm bộn lòng mề cổ. Ở trong bếp có ổn không thì? Nóng quá cả nhà, vẫn phải làm video chia sẻ cả nhà. Cho cái bát tô lấy đũa nhào lên là xong. Chiếc cái vịt. Đấy. Anh Nô anh đang nằm để anh quan sát để xem tình hình là đánh thích anh kiểu gì. Còn đây này nồi vịt vẫn đang sôi bùng, xả gừng luộc rất thơm. Còn đây là cái khâu mình đã chuẩn bị, đây là cốc rượu mật vịt, bún, hành, rau chuối, rau thơm các kiểu của nhà mua rau chuối này về. Chan với nước súp vịt, bún cho nước súp vịt. Đấy, cả nhà. Mỗi người một chân một tay, còn kia là ba đầu bếp. Hôm nay là cái con vịt này nghe rầm rộ cả xóm loạn hết cả lên, từ chợ loạn về. Đấy. Cứ như là như... anh em mình nào cả nhà nó cứ thế thôi, chủ yếu là nó cứ vui là chính thôi. Là một kỷ niệm sau này ấy. Đấy. Cứ lần lượt một trước. Cả nhà thấy không? Hôm nay đánh bữa tiết canh vịt mà đông cao thủ quá. Mỗi ông nào một khâu dâm gian như nhà có đám. Kiểu món này là món chuẩn thủ luôn, nhiều thế. Cứ phải cho nhiều vào hết rồi chia đều vào. Đánh đánh mới là chuẩn. 5 bát. Chúng mà khi đánh nhiều bổi quá đúng không? Nhiều bổi ăn nó ngon. Nhưng thực ra người thì đấy, thích ăn tiêm, người tiêm nhiều bổ nữa. Đấy, ở đồng thừa tái này. Đông rồi. Ồ. Chỉ có đẳng cấp đấy, thích ăn gì nào? Mang đĩa này. Nhưng cả nhà đẹp chưa? 5 bát tiết canh, một con vịt. Đấy. Mà đang chặt nha. Các đầu bếp đang chặt vịt. Đấy, mời cả nhà nhá, bữa cơm tối là tiết canh vịt. Đấy, ngon lành thành trào luôn, tiết canh vịt thì đông lắm rồi. Đấy. Đấy. Cầm về cho bà thơm, mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá, nào là phá gốc rượu mật trước để cho nó ruột gan cho nó ngon. Một lần thiết kế được con vịt ngon, không thể nào dám liều mạng được, phải đợi chú Tôn lên, bắt tôm lên, đánh tiết canh. Thôi cháu ngồi đây để chị Ninh chị Ninh ấy rồi. Có hai điều pha câu nhanh để nhá. Nhá. Có hai điều. Thôi cháu vào ngồi ăn đi. Còn kệ chị Ninh nó cho thêm trứng là ngon. Trứng tầm thua. Bún với này quạt nước vào nó sắp hết rồi. Châm rượu mật đi chú, chia đều ra. Uống uống cái này để cho nó tốt với đường ruột đấy. Trong ngoại có mấy thằng này nó có hiếu vào ngoại. Đang đi bác ơi, đến ấm dạ đi. Bèng, bèng. Trong mỗi trong hai con vịt đơn giản ngon quá. Cái mỏ con vịt là rất ngon luôn. Hôm nay mới là cái mỏ. Ây da. Ủa cái vứt đi à? Đây mỏ đây ăn đi. Mày vứt đi hay là để mày đưa cho bác? Đâu, pháp cơm em ăn hết rồi. Thế đây nong nó xí cho bác rồi. Nóng nó phần bác. Nóng nó phần bác vứt đi, nó khô khô vết này. Đâu muối? Nóng cái này. Muối một cái muối chấm đâu cho tôi được. Ủa kiểu này cũng đủ lấy hàng cơ. Lấy hàng bát măng bát tỏi này hết cái nọ măng của bác Nguyễn này cả nhà này, nhìn thấy không? Măng ớt. Mật măng này hôm nay ăn ngon thật, nong này nó được. Mật này mật cá chép tuyệt vời lắm. Ủa rất đừng rau cỏ nhiều quá. Tí nữa. Đã ăn được rồi mà. Tí nữa hai thằng một đấy. Thì đổ bát hay làm sao mà đâu bạn. Chẳng là chứ sao sẽ ăn. Mấy lần nhà anh Phận cá chép 6-7 cân không biết được mà làm cái mặt. Ba gà, ba cân, bình 2 lít nguyên mặt kìa. Ba cá chép ăn. Giờ ông ngồi uống một mình đấy, chúng tôi mưa gió. Ông kia mà cá chuối được nhiều lúc lúc cả con. Chuối cũng được. Chuối khoan. Giòn không? Ông lấy giòn không? Giòn. Lúc nào thỉnh thoảng gỡ cho em bông một miếng da, còn nó không ăn đâu, bữa bảo nó không ăn ạ. Mới cái này thì đi, hãy bắt đầu ăn cái vịt. Nòng à? Có mấy cái vỏ. Nhưng măng của bác không cay à? Điêu. Đây là cả nhà thằng vua nì đò này, nó kêu là măng của bác Biển không cay này. Ê, chị. Không, nhiều lúc em cũng không nghĩ cái đấy.
này. Cho mình chính. Ừ, riêng đồ chua, dưa hay luôn. Rồi muối phải cho mình chính vào ngon. Mà hôm nào mình cứ đến xúc ra ăn không? Đấy, rau cỏ có rất nhiều nha các bố, nhưng mà biết không mua ít đâu nhỉ, mua bao nhiêu mình chưa ăn nữa sợ thiếu này. Cho nên là mình vẫn thích ở chợ. Bình thường làm đoạn thì đúng là ngon. Chẳng còn ăn nữa ấy. Còn vườn chuối nhà chú thì đây, cái mẹ thái cái loại chuối ná đấy ăn nó ngọt thật sợt. Nhưng mà nửa nảm lắm, nói thế thôi. Đấy. Những cái hoa chuối này người ta mua dưới trang trại nhà chú Tôn về đây nè, mấy cái bà đấy. Xin nhà phiên đi. Xin nào cũng. Cái vườn gì á? Phiên của 2-3 nghìn đó. Chọn tiền là phiên. Đây. Bông nhìn thấy giòn quá. Quá giòn luôn. Cứ tôi còn biết là mày tố rồi đây, hai cũng mà bơm. Cho nên là nó nói chuyện đừng lên dưa, nó toàn nói tào lao mà, cho nên dưa nó là mình cũng đành giống nó. Anh giao nốt à? Thôi đây rồi, tôi để nhường cho các đầu bếp anh thì uống thế này thôi, nhường cho các đầu bếp chia đều ra đi. Không phải nhường đâu. Thôi chia ra thế thôi, anh thế này được rồi. Thế đây, rót thêm tí vào đây nữa. Thôi thế thôi, còn rót cho Hùng với bọn mấy cái đầu bếp. Nói thôi. Nói anh nồ anh đang đứng chỉ chờ là vua đi đòn vứt xương ra để cho anh ăn. Con nào, chúc mừng con này. Nào, này, chúc mừng vịt con ngon vịt ngon tiết đẹp. Công nhận. Đấy, ăn uống mình được phép ở nhà đấy, chọn. Mai mốt gà này cho tôi ăn mới là đẳng cấp, gà ăn hũ lếp, vịt ăn hũ lếp, là thả vườn hoa ăn cỏ. Nhà đẳng cấp. Chất này ngon đẹp hết rồi. Ôi con, nếu mà con gà to nhà mày cái loại chất ra có con phải 2 cân rồi đấy. Chắc chắn luôn đấy. Loại nó vọc thế mà. Chưa kêu về con này đi gì á. Bảo mới xuống nhìn cái gà nếu mà không thì nó chết rồi. Chắc bị mưa. Không phải. Anh thả nó có mưa. Đây Nông ơi, đây Nông ơi đùi đây. Này. Vun đi đòn. Thế ăn cái gì? Ô này, thế tôi luôn. Ô xem bọn này thế ăn cái gì? Đùi không ăn thì ăn gì hay lại thấy đấy thấy chưa này, mà có gì bảo là phao câu cái lấy một câu ra được kìa. Đùi này cái đầu chuối này là ăn đi cháu. Ông gặm cá ngon thật, cái rổ này sao chắc nhớ cá. Đấy khổ thế, cái nưng cái gì này. Và cổ cánh ngon này, cái cổ cánh và đầu nó ngon. Ăn Nông thì xí cái bộ đầu này để cháu ăn mắt à, ăn ốc à. Đó thật các bố cứ thích ăn vịt to là sẽ làm nhỉ. Các bà vàng bụng vàng gân nó vàng bụng màu báo vàng da cái cáu con là bà mấy bà ấy có cần mặc cá mà khổ mà không cần giới thiệu tranh nhau cái trắng một màu thì thôi rồi nói chuyện thì hơi ngon luôn đỉnh luôn đỉnh của chóp đỉnh của chóp sóng vua đi đòn này đấy, nhiều khán giả rất yêu quý vua đi đòn, thánh nghịch vua đi đòn, hết đi thì còn do mới. Nó nấm gì mà cứ để dành thế này. Dành cho nó. Bác tí nữa còn nhiệm vụ còn phải trang trí bát thức anh ấy. Mà ra nhà đi. Một đi. Đầu hoang dã. Bởi nhà quê thì tự toàn anh em chăn nuôi thì mới thế mới biết được nhà ai, nhưng mà người ta nể nhau người ta mới để nuôi chục con để ăn thì bắt sói ai người ta khó chịu lắm. Rồi có bố bảo nếu là lâu mình bật này nó ra nó trơ mà chắc là được.
Bây ông nhận định là em khó đúng không? Bởi vì chẳng cần biết giá rồi, chứ mò ra bắt. Không, nhưng mà chú mà nói mà chú anh em phở giới thiệu ra thì là ok. Đồng, đồng rồi, anh là người ta sẽ nhận ra được và thế là anh em trong nhà tôi thì cũng thoải mái. Em nói là hôm trước em có mua nhà anh, nhưng mà thôi em đã chốt là anh để em con. Thế về sau đến ông cứ cân lên ông bảo thế tại sao chú lại biết được ấy, bởi vì ông thấy mình nạ không? Mà sao biết, chú biết mà. Em có họ nhà anh phở. À thế bảo thế là phở có họ là. Thì em mới biết nhà anh chỗ này. Còn em chỉ biết là mình là một người chị thôi. Chỗ nhà quỳ sẽ ăn một mình rõ ràng. Thì vào đấy ông ấy gọi cái cổng số 8 vào cái cổng ấy. Thế mà em đỗ xuống, cái chó nó cắn đỗ xuống cứ bảo mở ra. Nó nuôi năm chó nó. Vẫn nó chó, vẫn nó bảo bạn ra thì người ta cũng tiếc tôi nhưng mà hết rồi. 4 giờ con lên à? 1:30. Đó, kiểu này ngủ rồi về thì ngủ rưỡi về là đi lên luôn là vừa. Thế mà 2 giờ cũng ngủ rồi, có bố đấy. Nhưng mà tôi về say ngủ đến mức tỉnh rồi nhưng bảo ở điện cũng hôm nay xin cái nong đen. Nên cậu rủ đi bảo bác bây giờ nên cũng vẫn còn thôi nhưng mà thôi. Sắp 1:30 rồi. Cổ đéo sớm mà 3 giờ ăn thì ngồi. Đưa xong là về ngồi mình gì. Thế chẳng nghe ngồi đợi. Ngồi đừng ban bằng đấy vẫn hết à. Nhưng mà nhà tôi là đi viết hôm qua rồi. Gọi là mình dỗi nên dự rồi thôi. Hôm qua cũng không sao. Mùa này em thế là xác định mình lên để mình có thì... mặt. Nhưng mà này mùa này thì... anh làm một cái bình có thủ tục là mình trách nhiệm là phải có rồi. Hôm qua rồi là vừa đủ rồi, vừa nhỏ rồi. Ăn ngon rồi. Cái bác làm nhiều lúc bác là... Thôi kệ cháu. Vua đi đón ăn đủ rồi. Làm view thế là ác không? Thằng này chiến ăn thấy một cái cánh. Đủ. Còn bạn người... Đúng không chú? Ăn chú Hùng cái ngày hôm nay là công chú đi săn con vịt mãi mới được. Đi nửa. Bắt anh đứng bếp bếp khổ. Không, không được. Em phải nói dối là có họ nhà ông đấy. Đúng, người ta kế đi chú nhá. Không vất vả thế thì có thể ăn cái ngon chú ạ. Không mà bây giờ cái giá chợ mua thì đầy. Đúng là xứng đáng như vậy. Không bỏ danh. Ăn cái thịt này mít thịt nó mỏng tanh ấy, thịt ngoài chợ này có. Đấy là non luôn rồi, đây, quên đấy. Nè, có. Không có giấy này, tao cụ này, hôm nay nỗi là hết giấy đau rồi nha. Nhưng em nói nha, cái cành thịt nó ăn, vịt nó cũng sẽ khác nó hoàn toàn cái cành này. Đây, cả nhà mít thì nó mỏng dính mà. Rõ ràng nó tập trưng cái dòng. Ông cứ bảo ngang tay mỏng, mỏng dính à. Đấy, thầy ở. Đặt cái dòng của nó ngon quá, ngan là ngan thì là gì, mỗi cái nó có cái ngon riêng, coi cho mày bạo lại nhà đói ăn mà hết. Như 300 của anh thì nó ra buồn lắm đâu quá, chúng tôi lấy về còn ăn nó 20. Ừ. 50 nghìn ăn đốm, mua 20 nghìn bằng cái chuối. Không, không nghĩ ra nó đồng ở nhà cống ở rõ, cái thế không mua nữa. Được không? Ở nhà cống ở rõ rồi. Ăn đốm không? Lại thêm rau nữa. Thì hoa chuối nó hoa chuối, nó còn thêm rau nữa. Nó nghĩ ra một cống trên nhà cống. Bí một giờ. 5-6 nghìn ăn đốm. Bảo đánh răng, rau đánh răng cưa, quên à. Còn 20 cái rau chuối. Cả răng gáy rau thơm nữa. Một đám to. Hôm nay có nghĩa là mai này chỉ có làm lươn xong là om. Lươn là phải đi mua à? À con lấy mà nhà mày có lươn đấy nữa. Mai làm mấy bữa con này mày ăn chưa, mai ăn lươn. Lươn cho mày thấy gì nữa, để làm cái gì? Lươn là... Để cái chết mẹ này gầy suốt thế bao giờ? Lươn nó bây giờ không cần mổ. Lươn là bạn này rán giòn, chấm mẻ. Đúng được, nấu lâu giấm đấy mà ăn. Lươn ăn bún chưa? Ăn nóng ăn bún chưa? Ăn mấy lần nữa, biểu kiến đấy. Nấu được cho chị em ăn. Nại đây cho nó uống bốc lên. Nấu ăn thì nó ăn. Ăn nó ngon. Cũng còn đây này, nằm lên nằm luôn cái cánh và cái đùi này. Cho nó làm bốc. Một con vịt bốn đùi thì gì nữa. Bây giờ mình thấy ăn cái gì là nó bắt thương nhỉ? Anh thấy anh biển thấy không? Đúng không? Đấy, đúng hôm em anh phải mua đúng dòng bên này luôn. Muốn ăn. Ăn là thơm nó ngon. Đúng rồi. Em đi qua anh Phật bảo không ăn cái này ăn cái gì? Quay lại. Thôi thôi.
đấy, vua thì đòn đấy chưa, làm ba chiếc canh vịt ngon này nhà nhà vua rổ đồng ghê nhỉ, tuyệt vời mặt trời. Nó đánh kìa. Bố nó đánh thì làm gì chả thế đấy. Tiếp miếng nữa chứ ạ. Quằm như này. Đấy, vua đi. Đánh nghịch vua đi, vua đi đòn này. Vua, thằng cháu luôn làm phát đây. Con để cho cháu nó đang ăn nó đã. Đấy, chanh cạnh nó. Còn ớt không? À. Cạnh cạnh. Kích nó lại ăn ớt thật đi. Còn uộp mấy ngon thật, tôi nhận là cái giống vịt cỏ nó ăn vẫn sướng nhỉ, thì nó mỏng mỏng ăn nó thơm, cái độ thơm của nó dai, nó không bở bục như loại vịt công nghiệp kia ăn cắm cỏ kia, mà vịt ta có nhiều vợ theo vợ tôn nuột nó bắt đổ nước đầu đi không bằng em nó thật đấy, kể cả cái loại vịt trời mà không chuẩn nhá còn không bằng loại này luôn. Sao à, vịt trời chuẩn thì nó hơn. Nó chọn cắm cỏ 100% nói chung là như nghệ đánh cái kiểu gì không biết, nhiều bộ nghệ vàng như nghệ vì đó. Thôi em kiểm tra tư cách cái ngành tí sao nào, nhưng em ra ngoài cái loại này em chơi nửa bát một phát này. Loại này cứ dám mắt chơi nửa bát thiếu rồi, món ngon lại thiếu cái gì ở đấy à. Ôi giời, anh đúng rồi. Chơi hết hai bát thì mình ăn không hết một bát được kém. Đúng không? Không nghe nó cứ thiếu thiếu. Nói thì bảo nó phép đúng rồi nhá. Cái. Đấy. Đấy, bình thường là cứ ù, thế là tiếng bình dị của người quê con miền biển nó kêu rất là bình dị của không về, con bị bệnh không đánh là chuẩn em mát đấy, quá là chuẩn hẳn. Thành vịt hôm nay mới là đỉnh của con chó vịt thì ngủ sổ rồi. Bác xem em bóc bụng nhiều này bóc bụng được đấy không nói chăm nói thôi, nhưng mà thôi phải ba phát, nói vào hai phát này hơi điêu, hóa là mẹ quánh nha. Đánh cái canh để làm mẫu à? Mấy cái bát cái canh nó phải về. Đúng à. Nói thật mọi người luôn, không điều ngoài bằng chanh à. Chứ không có một tí gọi là gì. Mời cô bông. Anh chẳng bông. Đấy. Truyền thống tiết canh của đấy. Hôm nay bác canh của làng. Hôm nay bác nói câu em cũng kết theo ý thật, đi kiếm luôn, đi săn bắt được luôn. Đấy, đừng bắt tay đấy, bắt đầu lô xin đấy. Xin cho nó cái này. Lô bắt tay. Tay đâu? Yeah. Cho nó đá cái này, nó biết. Con này nó xin. Cái này cũng kiến hơi mỏng này, ăn ngon được chưa này? Nó mát mẻ cái. Quả này theo kiểu mẫu của Du Xuân là cứ cầm vá tiết này, cầm cái cốc rượu này cặn. Đây em tiếp cho quả tỏi. À. Ôi dồi, một tô cả nhà nhìn thấy một tô mặn với lại ớt thế là không muốn tỏi mà không muốn tẩn hết rồi. Ngon chút luôn. Đấy, mời cả nhà. Đừng mất cái cảnh mình chất lượng của cuộc sống. Từ hôm. Thôi xin phép tôi nhé, em đi phở uống với nhau. Bản chất con vịt đấy nó ở nước này, cái thi của nó là nó mát nữa thế. Hôm nay bác nói câu em bảo em không biết nhà. Biết nhà lần từ nơi rồi. Chỉ rồi. Rồi thế. Vậy sao tôi mà ăn uống thì không thành cái đề thích mấy cái tích canh thịt. Rồi thịt bây giờ chủ yếu là làm được cái bát canh là ngon. Bản thân anh Biển còn không biết cái chỗ để bắt vịt. Đâu nào nói đường có đùa, thằng em tao cũng biết thế này. Nhưng mà quằm thánh tích canh. Đây. Quê với cả nhà ăn uống nó hoang dã dân dã, nó bảo hoang dã cái gì mà cái vẻ đấy thì cái câu nói cho nó vần thôi. Đấy, cờ là cờ phải đi đôi với bạc, cờ bạc. Ở đâu nhà thế có nhiều người muốn ăn không làm nổi.
anh em mình đây là thích quyền tự do tự tại, thích ăn thì kiểu gì này đánh, thích muối thì muối, thích chanh thì chanh, thích mắm thì mắm đấy. Đấy, cả nhà. Ngày hôm nay là mình lại chia sẻ cả nhà nhé. Hôm nay là anh em mình bữa tối đây là làm con vịt ngon về lại luộc nên là bánh tiết canh vịt mình lại ăn với lại bún bánh phở đây. Là video có thời lượng mình xin kết thúc nha. Bữa là xem cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển nhá. Kẹp kẹp bún. Làm phát cuối cùng à? Làm phát tân liên. Làm đến xong là chào luôn nha. À, hẹn chào cả nhà đến sau nhá. Chào cả nhà. À, chào cả nhà nhá. Hẹn cả nhà đến sau nhá. Chào. Nô được cái dấu hiệu xin bánh phở này. Xin đi, cứ xin đi. Dê à? Đây, xin đi. Nhưng mà ai cũng biết con đấy là dê à? Con kia nó không dê đâu, hôm sau là nó dê này nó te. Nhiều bạn cứ bảo là chó mà nha, chó thì mình sạch cực kỳ đấy, thật sự vừa sạch vừa khôn đấy. Dê à? Nhưng mà không, hàng ngày mình tắm rửa rơm to sạch sẽ lắm. Ok. Nó gần gũi, rất thân thiện. Ok. Chứ không phải là chó hoang dàng vớ vẩn đâu. Dê. Bác dê, bác phải dơ cây cao lên kiểu dê. Nhiều lúc mà chủ nhân mà khuyên đánh răng là nó còn nó đánh răng hộ đấy. Đấy, nhưng mà mình nói là nô nó vẫn nhìn mình, tại nô nó sợ mình ở đấy, nó vẫn nhìn, nó đá mắt nó nhìn đẻo quá. Dê à? Thôi, hẹn cả nhà đi sau nhá. Đấy, cứ ngoài, chào rồi, có đỉnh chưa? Chào cả nhà nhá. À, cứ phải làm tiếp mấy miếng vịt ngọt đó, đồng quê đó. Còn đấu về kia.